1. Các loại thịt và gia cầm. Thịt và gia cầm được coi là nguồn thực phẩm chủ yếu trong các chế độ ăn kiêng giảm cân phổ biến. Chúng không chứa cáp, rất giàu vitamin B và một số khoáng chất bao gồm kali, selen và kẽm. Chúng cũng là một nguồn protein chất lượng tuyệt vời, được chứng minh là giúp duy trì khối lượng cơ bắp trong chế độ ăn rất ít cáp. Một nghiên cứu ở phụ nữ lớn tuổi cho thấy, tiêu thụ chế độ ăn chứa đầy đủ thịt và gia cầm giúp làm tăng mức cholesterol HDL tốt cao hơn 8% so với chế độ ăn ít chất béo, nhiều cáp, đồng thời giúp tăng cảm giác no và hạn chế thèm ăn. Nếu có thể, tốt nhất bạn nên chọn thịt từ động vật ăn cỏ. Bởi vì động vật ăn cỏ tạo ra thịt có lượng chất béo omega 3, axit linoleic liên hợp và chất chống oxy hóa cao hơn thịt từ động vật ăn ngũ cốc. 2. Các loại cá và hải sản. Cá và động vật có vỏ là các thực phẩm rất thân thiện với các chế độ ăn kiêng. Chúng rất giàu vitamin B, kali và selen, nhưng hầu như không có cáp. Cá hồi, cá mòi, cá thu và các loại cá béo khác rất giàu chất béo omega 3. Omega 3 có thể giúp bạn làm giảm mức độ insulin và tăng độ nhạy cảm insulin ở những người thừa cân và béo phì. Từ đó thúc đẩy quá trình giảm cân được thuận lợi hơn. Một số loài động vật có vỏ, phổ biến khác như chai, sò, ngao, hào tôm, mực, v.v. cũng rất tốt. Tuy nhiên hải sản khá khó tiêu, nên tránh ăn vào buổi tối. Mỗi ngày bạn cũng chỉ nên ăn khoảng 300g hải sản để tối ưu cho quá trình giảm cân của mình. Ngoài ra, ăn cá thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh và cải thiện sức khỏe tâm thần. 3. Rau củ ít cáp, ít tinh bột. Rau và các loại thực phẩm thực vật khác có chứa chất xơ, đó là loại cáp mà cơ thể bạn không tiêu hóa và hấp thụ như các loại cáp khác. Nhất là các loại rau không chứa tinh bột, có lượng calo và cáp thấp nhưng nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C và một số khoáng chất. Do đó, bạn hãy nhìn vào số lượng cáp tiêu hóa, hoặc net cáp của chúng, đó là tổng lượng cáp trừ đi lượng chất xơ. Rau cũng chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do, đó là các phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào. Đồng thời khi ăn rau trước món chín, sẽ giúp bạn ăn ít thức ăn hơn, từ đó cắt giảm được lượng calo, hỗ trợ cho quá trình giảm cân thuận lợi hơn. Tóm lại, rau low carb là sự thay thế tuyệt vời cho các loại rau có lượng carb cao hơn. Bạn có thể tham khảo video lượng net carb trong các loại rau trong chế độ ăn keto, hầu hết chúng đều có lượng carb thấp. 4. Trứng. Một quả trứng lớn chứa ít hơn 1 gram cáp và ít hơn 6 gram protein, khiến trứng trở thành thực phẩm lý tưởng cho hầu hết mọi chế độ ăn kiêng. Ngoài ra, trứng đã được chứng minh là kích hoạt các hormone làm tăng cảm giác no và giữ cho lượng đường trong máu ổn định. Từ đó dẫn đến lượng calo nạp vào thấp hơn trong 24 giờ. Bạn nên nhớ là phải ăn toàn bộ trứng, vì hầu hết các chất dinh dưỡng của trứng được tìm thấy trong lòng đỏ, bao gồm các chất chống oxy hóa, lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ sức khỏe của mắt. Bạn hãy quên chuyện chỉ được ăn 3 quả trứng trong tuần, bạn hoàn toàn có thể ăn 3 đến 5 quả một ngày nếu thích. Wow! Trong một công trình nghiên cứu xuất bản ngày 21 tháng 1 năm 2020 trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, đã chứng minh rằng, việc ăn nhiều trứng chẳng liên quan gì đến việc tăng nguy cơ bệnh tim hay làm tăng mức cholesterol trong máu. Mình sẽ để link bài viết dưới phần mô tả video, bạn có thể nhấn vào để đọc. 5. Phô mai và sữa chua Hy Lạp. Sữa chua Hy Lạp và phô mai là những thực phẩm lành mạnh, giàu protein, chúng vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng.
một lát phô mai cheddar, 28g, cung cấp 1g carb, 7g protein, và 20% ADI canxi. Phô mai cũng chứa axit linoleic liên hợp, đây là chất béo có thể giúp giảm mỡ, và cải thiện sức khỏe cơ thể, giúp tránh việc mất cơ bắp xảy ra khi lão hóa. Trong khi đó, 150g sữa chua Hy Lạp cung cấp 5g carb và 11g protein. Cả sữa chua và phô mai đều được chứng minh là giúp giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy cảm giác no. Bạn có thể dùng chúng như một món ăn nhẹ lành mạnh hoặc kết hợp với quả mọng yến mạch cùng các loại hạt sẽ có một bữa chín thơm ngon, bổ dưỡng. 6. Bơ và các loại quả mọng. Bơ có nhiều các chất béo lành mạnh, các vitamin và khoáng chất bao gồm kali, một khoáng chất quan trọng mà nhiều người có thể bị thiếu. Hơn thế nữa, với một lượng kali vừa đủ cho cơ thể, sẽ giúp làm giảm tình trạng tích trữ nước bằng cách tăng đào thải nước tiểu và giảm nồng độ natri. Trong một nghiên cứu, khi mọi người ăn chế độ ăn nhiều bơ, họ đã giảm 22% lượng cholesterol và chất béo trung tính xấu và tăng 11% lượng cholesterol HDL tốt. Khác với hầu hết các loại trái cây có quá nhiều carb và đường thì các quả mọng là một ngoại lệ, chúng chứa carb và nhiều chất xơ. Những trái cây nhỏ nhỏ này rất giàu chất chống oxy hóa đã được ghi nhận là giảm viêm và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật. Bạn có thể ăn các loại quả như cherry, mâm xôi, việt quất, dâu tây, vân vân, đó là những quả mọng phổ biến trong cuộc sống. 7. Các loại quả hạch và hạt. Đây là thực phẩm lành mạnh, có nhiều chất béo tốt và ít carb, chúng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm trầm cảm và các bệnh mãn tính khác. Hơn nữa, protein và chất xơ trong hạt có thể giúp bạn tăng cảm giác no, dẫn tới no lâu hơn, và vì thế, không còn hiện tượng thèm ăn nữa. Đồng thời tăng tỷ lệ trao đổi chất khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, 5-10%, điều này có nghĩa là bạn sẽ đốt cháy nhiều calo hơn trong khi cơ thể đang nghỉ ngơi. Bạn nên tránh chọn những loại hạt có gia vị tẩm ướp muối, đường, sô-cô-la hay mật ong. Thay vào đó, việc lựa chọn các loại hạt rang khô thô là một sự lựa chọn hợp lý, chúng thích hợp cho việc giảm cân của bạn. Bạn nên lưu ý, các loại hạt có lượng calo khá cao, nên chỉ ăn tầm 50-70g một ngày là hợp lý nhé. Tám, dầu dừa và dầu ô liu. Dầu dừa rất thích hợp cho chế độ ăn keto hoặc low carb, nó chứa triglyceride chuỗi trung bình MCTs. Không giống như chất béo chuỗi dài, MCT được gan hấp thụ trực tiếp và chuyển thành ketone hoặc được sử dụng như một nguồn năng lượng nhanh chóng. Hơn nữa, dầu dừa có thể giúp người trưởng thành béo phì, giảm cân và mỡ bụng. Trong một nghiên cứu, những người đàn ông ăn 2 muỗng canh 30ml dầu dừa mỗi ngày đã giảm đi 2,5cm vòng eo. Dầu ô liu có nhiều axit oleic, một chất béo không bão hòa đơn, cung cấp nhiều lợi ích ấn tượng cho trái tim của bạn. Ngoài ra, dầu ô liu tinh khiết có nhiều chất chống oxy hóa được gọi là phenol. Các hợp chất này tiếp tục bảo vệ sức khỏe của tim bằng cách giảm viêm và cải thiện chức năng động mạch. Yes. 9. Cà phê, trà và bột cacao. Cà phê và trà là đồ uống cực kỳ tốt cho sức khỏe, chúng không có carb. Ngoài ra chúng có chứa caffeine, làm tăng sự trao đổi chất của bạn và có thể cải thiện hiệu suất thể chất, tăng tỉnh táo và tâm trạng của bạn. Hơn nữa, những người uống cà phê và trà đã được chứng minh là giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cacao được gọi là siêu trái cây vì nó cung cấp nhiều hoạt chất chống oxy hóa cũng như giúp giảm cân và bảo vệ da, cải thiện tim mạch.
Bạn nên chọn loại bột cacao nguyên chất, không pha tạp chất hay các phụ gia, không bổ sung đường hay sữa gì nhé. Để giảm độ đắng của cacao, bạn có thể pha chung với sữa tươi không đường, nước cốt dừa whipping cream, hay là đường ăn kiêng đều được. Xin chào, và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.